24 лютого нам выпало. То есть они намерены перевести локальный конфликт? Ukraine will never be a victory for Russia. Phương Nhân mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 3 tháng 5 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Vào đêm ngày 2, rạng sáng ngày 3 tháng 5, quân đội Nga lại tiến hành một vụ tập kích quy mô lớn bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV cảm tử nhằm vào khu vực thủ đô Kiev cùng nhiều vùng lãnh thổ khác của Ukraine. Và đây đã là trận tập kích đêm vào thủ đô Ukraine lần thứ 3 trong vòng 6 ngày. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết lực lượng của họ đã phá hủy 21 trên 26 UAV của Nga. Theo chính quyền quân quản vùng thủ đô Kiev, toàn bộ các UAV của Nga tham gia tấn công thành phố này đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất vẫn được ghi nhận tại nhiều khu vực khác của Ukraine. Tại khu vực Kropyvnytsky, UAV Nga đã đánh trúng một kho chứa nhiên liệu. Ở Dnipro, một tòa nhà của chính quyền địa phương đã bị hư hỏng nặng. Các vụ tấn công này không để lại hậu quả về người. Trong khi đó, bối cảnh Kiev sắp sửa mở chiến dịch phản công, Ngoại trưởng Mỹ nhận định rằng con đường nhanh nhất để Ukraine có được hòa bình là thành công trên chiến trường. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói đang theo dõi kết quả cuộc phản công của Ukraine và cho rằng thành công trên chiến trường là cách tốt nhất để có hòa bình. Trả lời phỏng vấn đài Fox News vào ngày 2 tháng 5, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng Mỹ biết Ukraine đang chuẩn bị phản công trong vài tuần tới và đang theo dõi tình hình. Ông Blinken nói hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Thành công của Ukraine trên chiến trường là cách tốt nhất và có lẽ là cách nhanh nhất để tiến đến cuộc đàm phán mang lại hòa bình thật sự và bền vững. Nhà ngoại giao nhận định thêm rằng Nga đã chưa đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu tại Ukraine và cũng sẽ không thành công. Hôm 1 tháng 5, Hạ nghị sĩ Mỹ Michael McCaul, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, nói chiến dịch phản công của Ukraine cần cho thấy thành công để phương Tây có thể tiếp tục tài trợ cho Kiev. Theo lời ông, sau khi phản công thành công, có thể chúng ta sẽ có đàm phán để cuối cùng giải quyết được cuộc xung đột này. Cùng ngày, trong bài phỏng vấn đăng trên chuyên san Foreign Affairs, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói rằng Ukraine có đủ năng lực cho cuộc phản công sau khi Mỹ và NATO đã giúp huấn luyện và trang bị 9 lữ đoàn kết hợp các loại vũ khí, thiết giáp và bộ binh cơ giới hóa. Tuy nhiên, vị tướng Mỹ cảnh báo mọi khả năng đều có thể xảy ra nếu Ukraine khởi động cuộc phản công. Tương tự Ngoại trưởng Blinken, ông Milley đánh giá rằng Nga không giành được bất kỳ mục tiêu nào tại Ukraine và Nga có thể sẽ phải chấp nhận đàm phán trong vài tháng hoặc 1-2 năm nữa. Ukraine và phương Tây gần đây đề cập nhiều lần đến chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các khu vực mà Nga đang kiểm soát. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 21 tháng 4 nhận định Ukraine có thể giành lại thêm nhiều khu vực nữa trong đợt phản công. Tuy nhiên, chính quyền Kiev hiện giữ kín thông tin về thời điểm và cách thức tiến hành phản công. Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristako nói, chưa bắt đầu chiến dịch phản công một phần là do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trả lời phỏng vấn với đài Sky News vào ngày 2 tháng 5, đại sứ Pristako cho biết, đầu tiên, chúng tôi không báo hiệu cho Nga biết khi nào chúng tôi bắt đầu. Thứ hai, thời tiết hiện tại không phù hợp để xe tăng hạng nặng di chuyển, vì địa hình Ukraine thường lầy lội vào mùa xuân. Ông Pristako cho biết, Ukraine đã tiếp nhận 98% những gì nước này đề nghị hỗ trợ cho đợt phản công, trong bối cảnh các đồng minh phương Tây tiếp tục cam kết ủng hộ Kiev. Vị đại sứ nói, Ukraine sẽ cố gắng thực hiện đợt phản công mang tính đột phá, nhưng lưu ý rằng mọi người đang đặt quá nhiều hy vọng vào chiến dịch. Như đã đề cập ở video vừa rồi, thì Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho rằng các lực lượng Kiev đã có đủ năng lực để phản công nhờ được sự giúp sức của các đồng minh phương Tây. Cũng trong bài phỏng vấn này, ông Milley đã đưa ra dự đoán về cuộc xung đột Nga-Ukraine trong năm nay. Cụ thể ra sao? Phương Nhân xin mời quý vị cùng theo dõi. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hôm 2 tháng 5 cho biết, Washington đã giúp đào tạo và trang bị cho quân đội Ukraine, nhưng khó có thể phân định bên thắng thua trong năm nay. Khi được hỏi ông mong đợi gì về cuộc phản công theo kế hoạch của Ukraine, ông Milley nói với tờ Foreign Affairs rằng Mỹ và các đối tác NATO châu Âu đã giúp huấn luyện và trang bị cho số binh sĩ tương đương khoảng 9 lữ đoàn về vũ khí, thiết giáp và bộ binh cơ giới trong vài tháng qua, cũng như một số bộ binh nhẹ. Vị tướng nói, các lực lượng Kiev hiện có khả năng tấn công, họ có thể tiến hành tấn công và họ cũng có khả năng phòng thủ, được tăng cường đáng kể so với những gì họ có chỉ một năm trước. Ông nhấn mạnh, lực lượng Ukraine có rất nhiều việc phải làm về kế hoạch, về phối hợp và họ phải làm tất cả những điều đó nếu muốn thực hiện một chiến dịch tấn công. Theo tướng Milley, trong một cuộc phản công thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, từ việc làm sụp đổ hoàn toàn mặt trận của Nga cho đến chiến dịch không thành công.
Tuy nhiên, ông Miley nhận định rằng khả năng một trong hai bên đạt được mục tiêu chính trị là rất khó và điều này không có khả năng xảy ra trong năm nay. Tướng Miley tuyên bố quân đội Nga đã chịu 250.000 thương vong và quân đội, xã hội và nền kinh tế đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc xung đột. Điện Kremlin cho rằng con số này là không có cơ sở. Trong buổi trao đổi với tờ Foreign Affairs, tướng Miley cũng cho rằng Mỹ nên làm những gì có thể để Nga và Trung Quốc không thiết lập liên minh quân sự chiến lược. Ông cho rằng mức độ quan hệ quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh là rất khiêm tốn. Tổng tham mưu trưởng Mỹ nhận định rằng cả Nga và Trung Quốc đều không muốn đối đầu trực tiếp với lực lượng quân sự Mỹ. Nếu quý vị còn nhớ thì dù là người nhà binh nhưng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nhiều lần nhận định rằng chiến sự Nga-Ukraine cần được giải quyết trên bàn đàm phán. Hồi tháng 3, ông cảnh báo, rất khó để Ukraine đẩy lùi mọi quân nhân Nga bằng biện pháp quân sự. Họ sẽ phải trả cái giá rất đắt về người và của. Tướng Milley tin rằng các nhà ngoại giao từ nhiều quốc gia sẽ là những người chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine, tìm ra cách để hai đất nước quay trở lại bàn đàm phán. Còn phía Nga dự báo ra sao về thời điểm phản công của Ukraine? Hãng tin TASS ngày 2 tháng 5 dẫn lời một sĩ quan về hưu của lực lượng ly khai ở tỉnh Luhansk của Ukraine cho biết Kiev có thể phát động tấn công vào ngày 9 tháng 5, tức ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít ở Nga. Theo ông Andriy Marokko, người từng phục vụ trong lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, thời tiết thuận lợi vào cuối tuần này sẽ giúp cho các đơn vị vũ trang Ukraine khai thác tối đa hiệu quả của vũ khí được phương Tây cung cấp. Hãng TASS dẫn lời ông Marokko cho biết, nhiều khả năng đối phương sẽ cố gắng phủ bóng đen lên các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng. Trong bối cảnh Kiev đã sẵn sàng cho cuộc phản công, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Nga đang chịu áp lực lớn về vũ khí cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tờ The New York Times ngày 3 tháng 5 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu kêu gọi Nga nhanh chóng tăng gấp đôi sản xuất tên lửa dẫn đường và tăng tốc bổ sung các loại vũ khí, thiết bị quân sự khác cần thiết cho chiến dịch tại Ukraine. Đây là phát biểu mới nhất của giới chức Nga cho thấy có khả năng ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đang chật vật đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến. Bộ trưởng Shoigu cho rằng các hãng vũ khí đóng vai trò then chốt trong thành công của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo ông, cần tăng gấp đôi sản lượng tên lửa chính xác cao trong thời gian ngắn nhất có thể. Giới phân tích quân sự phương Tây và các quan chức Ukraine trong vài tháng qua cho rằng nút thắt cổ chai trong khâu sản xuất là một trong những vấn đề của quân đội Nga, một phần do nhu cầu về những phụ tùng bị phương Tây cấm vận. Tuần trước, nhà sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner là ông Yevgeny Prigozhin cho biết lực lượng của mình chỉ nhận được khoảng 1/4 đạn dược cần thiết trong lúc cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut. Nga đã phải dùng tên lửa S-300 vốn thường để dùng phòng không tầm xa trong các cuộc tập kích tên lửa vào Ukraine, dẫn đến đồn đoán rằng Moscow thiếu trầm trọng các tên lửa hành trình. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm nay nhiều lần chỉ đạo về tiến độ sản xuất thiết bị quốc phòng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng đe dọa sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự những quản lý nhà máy vũ khí nếu không đáp ứng thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, theo tạp chí Newsweek, Bộ trưởng Shoigu hôm 2 tháng 5 dường như tỏ ý bác bỏ thông tin Moscow thiếu đạn dược cho chiến sự ở Ukraine. Năm nay, lực lượng vũ trang Nga đã nhận đủ đạn dược để gây tổn thất hỏa lực hiệu quả cho đối phương. Ông phát biểu như vậy tại một cuộc họp với giới tướng lĩnh Nga. Bộ Quốc phòng Nga chưa lập tức đưa ra bình luận đối với thông tin liên quan áp lực về vũ khí. Thưa quý vị, hãng tin Reuters cho biết một cơ sở dự trữ nhiên liệu gần một cây cầu quan trọng ở khu vực Krasnodar, phía tây nam của Nga đã bốc cháy vào đầu ngày 3 tháng 5. Không có báo cáo ban đầu về thương vong. Venyamin Kondratiev, thống đốc Krasnodar cho biết ngọn lửa bùng phát ở làng Vona thuộc khu hành chính Temriuk. Làng này nằm gần cây cầu Krum, nối đất liền Nga với bán đảo Krum. Vụ việc xảy ra sau khi một cuộc tấn công bằng UAV đã làm cháy một cơ sở dự trữ nhiên liệu của Nga tại cảng Sevastopol của Krum vào cuối tuần trước. Moscow đã cáo buộc Kiev đứng sau vụ việc này. Cũng trong hôm nay, giới chức Nga thông báo bắt 7 người liên quan của cơ quan tình báo Ukraine đang âm mưu tấn công khủng bố tại Krum. Theo cơ quan an ninh liên bang Nga FSB, những người này thuộc mạng lưới tình báo thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, âm mưu tấn công nhằm vào quan chức cấp cao và khủng bố ở Krum. Theo FSB, mục tiêu của nhóm nghi phạm là lãnh đạo chính quyền Krum Sergei Aksionov, Chủ tịch Nghị viện Krum Vladimir Konstantinov cùng các quan chức khác và hạ tầng vận tải ở bán đảo. FSB cáo buộc ông Roman Masovets, phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đứng sau vụ việc. Giới chức Ukraine chưa bình luận gì về cáo buộc từ FSB. Chuyển sang một thông tin khác, như quý vị đã biết thì Nga luôn cho rằng nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những lý do Moscow phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Trong thời gian gần đây, NATO đã phát đi nhiều tín hiệu chào đón dành cho Ukraine. Tuy nhiên trên thực tế, khả năng liên minh quân sự này sẽ kết nạp Ukraine ra sao?
Xin mời quý vị cùng tham khảo thông tin do truyền thông Đức đưa ra. Hãng thông tấn Đức DPA hôm 2 tháng 5 đưa tin Washington và Berlin chưa sẵn sàng đưa ra bất kỳ lời hứa nào với Kiev về tư cách thành viên NATO của Ukraine trong tương lai. Theo thông tin của DPA, các thành viên chủ chốt của Liên minh quân sự lớn nhất thế giới như Mỹ và Đức gần đây đã nói rõ với Ukraine rằng họ không muốn đưa ra thêm cam kết về vấn đề này ngoài tuyên bố của NATO vào năm 2008. Theo tuyên bố năm 2008, lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO nói rằng Ukraine và một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác là Georgia nên tham gia liên minh. Tuy nhiên, NATO không đưa ra bất kỳ thời gian biểu nào cho việc gia nhập của cả hai. Trong chuyến thăm Kiev vào tháng trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhắc lại rằng vị trí xứng đáng của Ukraine là ở NATO. Ông cũng dự đoán rằng theo thời gian, sự hỗ trợ của liên minh sẽ giúp biến điều này thành hiện thực, nhưng ông không cho biết chính xác thời điểm nào Ukraine trở thành thành viên NATO. Tuy nhiên, vài ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng đây không phải là lúc để quyết định vị trí của Ukraine ở NATO. Các thành viên của khối nên xem xét vấn đề này với cái đầu lạnh và trái tim nóng, chứ không phải ngược lại, ông Pistorius nhấn mạnh như vậy. Những bình luận của Bộ trưởng Đức đã khiến Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Warik tức giận. Ông tuyên bố Pháp, Đức và các nước ở Tây Âu nói chung luôn phản đối việc Ukraine gia nhập EU hoặc NATO. Đầu tuần này, Tổng thống Lithuania Gitanas Nausea nhận định sẽ quá khó để Ukraine trở thành thành viên của khối, chừng nào xung đột với Nga vẫn tiếp diễn. Ông cho rằng chính quyền Kiev cũng nhận thức rõ điều này. Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak, gần đây đã nhắc lại mong muốn gia nhập liên minh của Kiev, đồng thời tuyên bố rằng sẽ không thể khôi phục an ninh ở châu Âu nếu không có tư cách thành viên đầy đủ của quốc gia này trong NATO. Nga, quốc gia coi việc mở rộng về phía đông của NATO là mối đe dọa an ninh lớn, đã chỉ ra việc Ukraine thúc đẩy gia nhập khối là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự chống lại Kiev hơn một năm trước. Hôm 2 tháng 5, Moscow đã triệu tập đại biện Ba Lan Jacek Sladevsky để phản đối mạnh mẽ việc Warsaw mới đây tịch thu trường học của Đại sứ quán Nga. Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích Ba Lan về việc nước này liên tục bơm vũ khí cho Ukraine. Đại diện Moscow cũng nói với đại diện Ba Lan rằng Warsaw đang theo đuổi chính sách không có chuẩn mực đạo đức khi phá hủy một cách có hệ thống các đài tưởng niệm chiến tranh của Liên Xô ở Ba Lan và làm sai lệch lịch sử của Thế chiến thứ hai. Các quan chức và cảnh sát Ba Lan ngày 29 tháng 4 phá cửa rồi xông vào trường trung học do Đại sứ quán Nga điều hành tại Warsaw. Đây là ngôi trường dành cho con của các nhân viên ngoại giao Nga. Ba Lan tuyên bố tịch thu cơ sở và ngôi trường sẽ thuộc về tòa thị chính Warsaw. Nga nói các hành động của Ba Lan vi phạm trắng trợn công ước Viên về quan hệ ngoại giao năm 1961 và xâm phạm tài sản ngoại giao của Nga. Ngoài ra, có thêm một diễn biến mới gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ ngoại giao giữa Nga và Ukraine. Đó là việc Ba Lan đặt ra vấn đề đòi Nga phải bồi thường. Cụ thể ra sao? Phương Nhân xin mời quý vị theo dõi video. Ngoại trưởng Ba Lan hôm 2 tháng 5 tuyên bố Warsaw có thể yêu cầu Moscow bồi thường Thế chiến 2, nhưng chỉ khi nước này thuyết phục được Đức làm điều tương tự trước. Cho đến nay, Berlin đã bác bỏ yêu sách 1,3 ngàn tỷ euro mà Ba Lan đòi bồi thường cho sự chiếm đóng của Đức quốc xã và cho rằng vấn đề đã được giải quyết từ lâu. Ngoại trưởng Ba Lan Maxim Pridax nói với tờ Financial Times rằng một khi đạt được thành công với Đức, bước tiếp theo là có thể khởi động một cuộc thảo luận như vậy với Nga. Yêu cầu bồi thường thiệt hại đã trở thành một khía cạnh quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ba Lan dưới thời Đảng Luật pháp và Công lý PIS, cánh hữu cầm quyền. Berlin cho biết Đức nhận trách nhiệm đạo đức với các tội ác của phát xít Đức và tiếp tục bồi thường tài chính trực tiếp cho những người sống sót sau nạn diệt chủng Do Thái ở Ba Lan. Nhưng chính phủ Đức cho rằng các yêu cầu tài chính khác đã được giải quyết vào những năm 1950. Trong khi đó, chính phủ Ba Lan đã nhấn mạnh rằng khi đó Liên Xô đã can thiệp để cho qua vấn đề này. Warsaw đã gửi một công hàm chính thức tới Berlin yêu cầu bồi thường vào tháng 10 năm ngoái. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khi đó nói rằng ông không thấy có lý do gì để nước ông không làm điều tương tự với Nga. Warsaw đang vướng vào một cuộc tranh cãi lớn hơn với Berlin về điều mà họ cho là ảnh hưởng quá mức của Đức đối với các vấn đề của EU. Trong khi đó, lãnh đạo Liên minh châu Âu đã cáo buộc Ba Lan trượt dài theo chủ nghĩa độc đoán dưới sự lãnh đạo hiện tại của nước này. Bà Jana Poklerin, người đứng đầu văn phòng Berlin của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, nói rằng PIS dường như ưu tiên thắng lợi trong bầu cử hơn là thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng với Đức. Michan Baranowski, giám đốc văn phòng quỹ ma số của Đức tại Warsaw cho biết, nhìn chung về mặt niềm tin, tôi cảm thấy quan hệ Đức-Ba-Lan đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1989. Điện Kremlin ngày 2 tháng 5 cáo buộc Đức gia tăng can dự trực tiếp và gián tiếp vào cuộc xung đột Ukraine. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, vũ khí do Đức cung cấp đã được sử dụng ở khu vực Donbass của Ukraine, nơi Nga đã đơn phương sáp nhập năm ngoái, theo Reuters. Thủ tướng Đức Olaf Scholz một ngày trước cho biết Đức
giống như các quốc gia thành viên của NATO khác, đã luôn nhấn mạnh yêu cầu vũ khí mà nước này cung cấp cho Ukraine không được sử dụng để chống lại lãnh thổ Nga. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 3 tháng 5 của báo Thanh Niên. Phương Nhân chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về cuộc xung đột sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.